chậu chim lồng do nhà văn Họa Mi sáng tác. Hai chị em chúng tôi mỗi ngày đi học về là vội vàng quăng chiếc cặp xuống chân bàn, rồi chạy đến bên cái hồ cá nhỏ được đặt bên cái tủ chè, chăm chú say sưa xem những con cá màu đỏ cam bé tí chưa bằng quả ức hiểm lượn lên xuống cái hồ nhỏ chỉ khoảng 20 cm chiều dài và 10 cm chiều ngang. Ngắm chúng chưa đủ mà chúng tôi còn thò tay vào sửa lại cọng rong, sửa lại cái bè xinh xinh, rồi cho cá ăn. Cứ hết em tôi rồi lại đến tôi. Bà nội chúng tôi ngồi ở cái ghế cạnh bàn ăn, ngắm nghía chúng tôi với nỗi vui sướng hiện lên mặt. Lâu lâu bà lại thốt lên câu: "Nè con, đừng có thò tay vô, nước nó màu đục á." Hoặc bà cẩn thận dặn thêm: "Đừng có thò tay vô nhiều, cá nó chết." Mà có lẽ vậy, cứ độ 2-3 ngày là bà lại nhắc cô tôi thay nước hồ cá. Cô tôi lại phải bê cái hồ cá xuống bếp thay nước. Chúng tôi lại nghe cô cào nhau: "Vừa mới thay hôm qua mà nay lại đục ngầu ra rồi, thiệt là khổ à. Cá chậu chim lồng nuôi làm cái gì không biết nữa." Chúng tôi chỉ biết chạy đến bà nội như cầu cứu. Sợ cô tôi nổi giận thêm thì cô sẽ không cho nuôi cá nữa. Cô tôi là người khó tính nhất trong nhà. Cô thường hay né nét chúng tôi, bắt bẻ chúng tôi. Cô có cái búi tóc thật là cao, dáng cô to lớn khỏe mạnh như đàn ông. Cô đi như chạy, có lẽ vì vậy mà cô chậm lấy chồng. Năm nay cô cũng đã ngoài 40 rồi, nhưng cô lại là người được duyệt nhất trong nhà. Bà tôi đều đặt hết tin tưởng vào cô. Một tay cô lo hết, từ chợ búa cho đến dỗ chạp, cô đều nhớ lo sắp đặt đâu vào đó. Chả bù cho mẹ tôi, dáng người mảnh mai với cái búi tóc không cao lắm, vừa thích hợp với khuôn mặt trái xoan, ăn nói chậm rãi, từ tốn, không bao giờ nói lớn tiếng với ai, kể cả với chúng tôi. Còn cha tôi chả bao giờ nhìn thấy cha tôi từ lúc có trí khôn đến giờ. Tôi chỉ biết người qua bức ảnh ngày cưới của cha mẹ tôi. Ảnh trắng đen nên không rõ lắm. Tuy cha tôi vắng nhà, nhưng hình bóng của cha tôi vẫn đâu đây, vì hầu như bà tôi, mẹ tôi luôn nhắc nhở đến cha tôi, cho chúng tôi nghe, kể cả trong bữa cơm cũng vậy. Bữa nào có canh dưa là bà tôi lại nói: "Canh này bà còn thích ăn lắm đó, ăn nhiều vô cho giống bà con." Hoặc em tôi hay gây gắt gỏng thì bà cũng nói: "Cháu tôi tánh nóng y như hệt bà nó vậy." Còn mẹ tôi thì thường kể về ba tôi cho chúng tôi nghe trước khi đi ngủ mỗi tối. Ba mẹ con tôi đọc kinh. Xong phần đọc kinh, mẹ tôi thì thầm dạy chúng tôi cầu nguyện: "Xin Chúa cho bà con được mau về với chúng con. Xin Chúa cho gia đình con được đoàn tụ. Xin Chúa cho chúng con được khỏe mạnh. Con cảm ơn Chúa." Những lời cầu xin riết rồi chúng tôi thuộc lầu. Đôi khi mẹ tôi chưa nhắc, chúng tôi cũng đọc như cái máy vậy. Rồi chúng tôi lăn ra giường, mỗi đứa một bên mẹ, hỏi mẹ đủ điều. "Mẹ, mẹ, bố có nằm ở đây không mẹ? Mẹ ơi, bố có nhớ con không mẹ? Mẹ ơi, bố có ru con ngủ không mẹ? Bố ru thế nào hả mẹ?" Mẹ tôi nghe hỏi thì ngân nga: "Đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh." Mẹ tôi chỉ ngân nga vài tiếng là tôi nghe em tôi thở đều, và rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Cho nên đến bây giờ tôi cũng không nhớ hết những bài ru của mẹ tôi. Chúng tôi sống sung sướng dưới sự yêu thương ấp ủ của mẹ và bà nội chúng tôi. Bà là người mà chúng tôi thương yêu nhất trong nhà, vì bà thương yêu chiều chuộng chúng tôi. Bà không bao giờ từ chối chúng tôi điều gì, mà bà còn bênh vực chúng tôi. Bà còn là người quyền hành nhất trong nhà, kể cả cô tôi cũng phải nghe lời bà.
bà chẳng bao giờ to tiếng với ai cả, nhất là đối với mẹ tôi. Bà gọi mẹ tôi một đều là chị, hai đều là chị cả. Thế mà sao mẹ tôi nể sợ bà vô cùng. Nhất nhất chuyện gì, mẹ tôi cũng chờ ý của bà rồi mới dám làm. Mẹ tôi ở nhà cả ngày, chẳng đi đâu bao giờ. Chỉ trừ đi lễ ngày Chủ nhật thì mới ra khỏi nhà và đi với chúng tôi. Mẹ tôi cũng không có bạn, cũng không có chị, có em. Ông bà ngoại chúng tôi chỉ có mình mẹ tôi. Có lẽ vậy mà trong mẹ tôi buồn quá. Mẹ chỉ vui khi được phép về thăm ngoại tôi. Mỗi lần về thăm ngoại, không những một mình mẹ tôi vui, mà chúng tôi cũng vui nữa. Vì về thăm ngoại là được ngoại thương yêu và được ngoại cho lộc. Nào là hoa quả, nào là oảng xanh, đỏ, rồi xôi, chuối, thơm phức. Ngoại tôi ở chùa. Có lần tôi hỏi ngoại: Ngoại, ngoại sao ngoại ở luôn trong chùa vậy ngoại? Tại vì ngoại chỉ có một mình mẹ con là con gái, ngoại lại không có con trai, nên từ ngày ông ngoại còn mất đi, ngoại bán nhà rồi dâng cúng tiền cho chùa, nên chùa cho ngoại ở nhờ. Ngoại ở đây phụ giúp việc chùa, lo bàn thờ nhang đèn, rồi nấu đồ chay, rồi tụng kinh. Mỗi lần chúng tôi vào thăm ngoại, chúng tôi tung tăng chạy nhảy hết trong chùa đến ngoài vườn. Chúng tôi thích nhất là xem con cá tài tượng to lớn bơi trong cái hồ kính to ngang với mặt chúng tôi. Nó chỉ ăn những quả sung rụng mà sao nó lớn ghê. Không bao giờ chúng tôi dám đến gần nó. Mẹ tôi và ngoại ngồi dưới hiên mái chùa, chuyện trò to nhỏ, sung sướng nhìn chúng tôi tung tăng chạy nhảy. Mặt mẹ tôi tươi tỉnh hơn mọi ngày, mẹ cười nói luôn miệng. Rồi nửa ngày qua mau, chúng tôi phải chào ngoại để ra về. Chúng tôi thường năn nỉ mẹ: Mẹ, 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 cho con ở lại chút nữa đi mẹ, cho tụi con ở lại chút nữa với bà ngoại nghe mẹ. Không được đâu con ơi, bà nội đang chờ cơm đó, mình phải về. Thế là chúng tôi từ giã ngoại. Ngoại ôm lấy chúng tôi hôn lấy hôn để, từng đứa một, rồi nhét vào tay chúng tôi một tờ giấy bạc mới, xếp thành hình con bướm, đẹp làm sao đó, và còn nói kèm theo: Nè, bà ngoại cho lọc tụi con nè. Chúng tôi chào ngoại, ngoại đỡ tôi lên xích lô, tôi ngồi bên cạnh mẹ, em tôi ngồi trên lòng mẹ. Chúng tôi đưa tay vẫy ngoại, ngoại vẫy đưa tay vẫy lại, cho đến khi chiếc xích lô đi khuất, không còn thấy bóng ngoại tôi đâu nữa. Tôi cảm thấy thương ngoại đứng một mình. Tôi nhìn mẹ và hỏi: Mẹ ơi mẹ, sao mà ngoại không đi theo mình? Tôi không nhớ mẹ tôi trả lời sao nữa, nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Hình ảnh đó làm cho tôi nhớ mãi. Chỉ độ vài tuần sau, có người ở chùa ra nhắn mẹ tôi là ngoại tôi đau nhiều mà uống thuốc vẫn chưa bớt. Mẹ tôi thập thò ở cửa phòng nội tôi để xin đi thăm ngoại. Tôi nghe tiếng bà nội tôi nói lớn hơn mọi ngày: Thăm gì mà thăm hoài, mới về bữa nào mà hôm nay thì cụ ngoại chắc chỉ cảm vì thời tiết thôi mà, không có sao đâu. Mẹ tôi yên lặng đi thẳng xuống bếp và ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó. Gương mặt mẹ trông buồn quá. Tôi chạy đến ôm mẹ. Mẹ, bộ bà nội không cho đi hả mẹ? Thôi để bữa khác rồi con xin nội giùm cho mẹ nghe. Nghe mẹ. Mẹ tôi xoa đầu tôi, thở dài rồi nói qua hơi thở: Thật là cá chậu chim lòng. Rồi ngày qua ngày, chúng tôi lớn lên theo thời gian. Chúng tôi cũng không còn ở cái tuổi thích ôm mẹ, cũng không còn thích ngồi gần bà để nghe bà kể chuyện nữa, mà đôi khi còn né tránh mọi người để được ở riêng tư một mình, mơ mộng, suy nghĩ. Thời gian này tôi đã được hơn 17 tuổi. Trên đường đi học về, tôi đi giữa đám bạn cùng trường. Tôi e thẹn,
cố gắng đi đứng khoan thai, không nhìn quanh quẩn. Nhưng thực ra là tôi đã quan sát chung quanh tôi. Thế rồi một hôm, thường thì mỗi khi tan học, tôi chờ em tôi trước cổng trường. Bỗng tôi bắt gặp một chàng thanh niên đứng không xa tôi mấy, nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng, khó tả, nhưng làm cho tôi hồi hộp. Anh chàng không nói lời gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi vội vàng quay đi như không để ý, và tôi nghĩ chắc anh cũng đang chờ đón người nhà tan học. Rồi ngày qua ngày, hầu như ngày nào tôi cũng đứng ở chỗ đó và yên lặng nhìn. Không bao lâu sau, tôi thấy chàng lẻo đẻo theo tôi. Tôi cũng tò mò nhìn lại xem chàng đi với ai và chờ ai. Nhưng mãi đến chỗ quẹo về nhà, con đường vắng chỉ còn hai chị em tôi và chàng. Chàng cũng lững thững đi theo tôi, cho đến khi tôi về đến nhà, thì chàng mới bắt đầu đi thẳng. Bỗng một ngày nọ, tôi thấy chàng cầm một phong thư nho nhỏ. Chàng đi đến gần tôi hơn, rồi luống cuống nói vài lời. Tôi không nghe rõ lắm, nhưng tôi hiểu là chàng muốn trao cho tôi chiếc phong thư đó. Lúc đầu tôi né tránh, không nhận, nhưng chàng lại tiếp tục đưa gần tay tôi. Tôi lúng túng không biết làm gì hơn, đành nhận vậy. Tim tôi đập mạnh, mặt tôi nóng bừng. Tôi sợ người ta nhìn thấy, hay tôi cảm thấy có tội vì đã nhận thư từ tay người đàn ông, tôi cũng không biết nữa. Về đến nhà, đầu óc tôi quay cuồng nghĩ đến phong thư đó. Tôi muốn mở nó ra xem ngay, nhưng bà tôi, rồi mẹ tôi, rồi em tôi cứ quanh quẩn. Tôi cảm thấy nhà sao chật chội quá. Sau cùng tôi nghĩ ra một cách, lấy ít quần áo, vào nhà tắm, giả bộ như đi tắm, và xem thư ở trong đó. Tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Những cảm xúc tràn đầy trong tim tôi. Tôi chỉ biết là tôi đang được yêu. Thế rồi ngày qua ngày, ngày nào chúng tôi cũng đi bên nhau, trao nhau vài câu vớ vẩn, nhưng ánh mắt chúng tôi đã nói lên nhiều điều. Thấm thoát gần hết niên học, hè sắp đến rồi. Vậy là chúng tôi đã biết nhau từ tháng giêng đến nay. Sao mau vậy? Một thoáng lo âu đến cho tôi. Nếu tôi không đi đến trường mỗi ngày, làm sao tôi có thể gặp được chàng? Chàng cũng đi học như tôi, cùng trường, nhưng trên tôi một lớp. Trên đường về, chàng cũng lo nghĩ như tôi, nên trước khi chia tay, chàng dặn dò tôi. Mỗi chàng nếu ngồi bên cửa sổ trên lầu nha, anh sẽ đi qua ngay nhà giờ đó, nhớ nghe em. Tôi gật đầu, nửa đùa, nửa thật. Em sẽ ngồi bên cái khung cửa. Chàng cười tươi lặp lại. Nhớ ngồi bên khung cửa nghe em. Chúng tôi cười vang, và cứ thế chúng tôi gặp nhau như mỗi ngày. Hầu như là chúng tôi tưởng là chúng tôi sẽ gặp lại nhau khi tự trường. Nhưng cuộc đời đâu phải như chúng tôi tưởng. Có một ngày kia, từ dưới nhà tôi bước chậm chậm lên lầu, vừa đi vừa kẹp lại mái tóc. Tôi nghe tiếng thì thầm của bà nội tôi. Bận gì thì bận, cũng phải lo cho con cái trước đã, không thì hối hận đó. Tiếng mẹ tôi trả lời. Bà ơi, để sang năm con lo cho cháu cũng được, cháu nó còn nhỏ mà bà. Tiếng bà của tôi gắt lại. Nè, tôi nói cho biết nghe chưa, ngày nào nó cũng ngồi ngay dại ở bên cái cửa sổ đó, coi chừng đó. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, nhưng tôi cũng đoán được là bà đã biết chuyện của tôi. Gần như mất bình tĩnh, nhưng tôi cố gắng bước tiếp tục, vừa đi vừa hát nho nhỏ, làm ra vẻ tự nhiên của mỗi ngày.
tôi tưởng như vậy đã yên chuyện. Không ngờ vài hôm sau, tôi nghe mẹ tôi nói: "Con à, Chủ nhật này mình đi lễ buổi chiều, không có đi lễ buổi sáng nghe con." "Tại sao vậy mẹ?" "Nhà mình có khách, phải ở nhà tiếp khách." "Ai vậy mẹ?" Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống chiếc đi văn gần đó, vuốt tóc cho tôi rồi nói: "Con gái của mẹ, con có biết là con đã lớn khôn rồi không?" Tôi chưa biết trả lời thế nào thì mẹ tôi đã nói tiếp: "Con gái lớn thì phải lấy chồng, sẵn có người tử tế, bà nội nhắc, cho nên mẹ phải lo cho con đó." Tôi ngạc nhiên: "Mẹ, con đâu có quen người ta đâu mẹ." "Trước lạ sao quen, như mẹ nè, có quen bố con bao giờ đâu. Sau ngày cưới mới biết nhau, và có hạnh phúc nên mới có hai đứa con đó chứ." "Sao ba thương mẹ mà chẳng có thấy bao giờ ba về thăm mẹ?" "Vì hoàn cảnh con không có hiểu được đâu." Tôi vẫn còn ấm ức. "Nhưng mà người ta không biết con thì làm sao người ta cưới con được mẹ?" Mẹ tôi nhấn mạnh. "Bên đó đó người ta biết con lâu rồi. Cậu đó là người đàng hoàng, buôn bán giỏi, có cửa hàng lớn. Vả lại bà nội con và bên ấy vẫn thường trao đổi hàng hóa cả chục hai năm nay rồi." "Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con thời gian tìm hiểu nghe mẹ." Mẹ tôi đáp: "Lo gì, người ta đến đây chơi con tha hồ mà tìm hiểu." Tôi nghe vậy nên cảm thấy yên tâm một chút. Và rồi với cái tuổi 18 lúc đó, tôi hãy còn dại khờ, nên tôi nghĩ chuyện đâu còn có đó, từ từ sẽ tính sau. Tôi lại hồn nhiên như ngày nào. Thế rồi ngày đó đã đến. Cô tôi chải lại tóc cho tôi, rồi dắt tay tôi ra chào. Tôi tưởng không có gì là quan trọng, nhưng khi tôi bước ra, tôi đã thấy không như tôi nghĩ. Mọi việc hết sức là quan trọng. Mọi người ăn mặc như đi chúc Tết vậy. Trên mặt bàn còn có hai mâm hoa quả, bánh trái, rượu và trầu cau. Tôi còn đang suy nghĩ chưa biết phải làm gì thì có tiếng của mẹ tôi: Con chào ông bà, chào hai bác, chào mọi người đi con." Và người cuối cùng tôi chào là một người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đám. Anh ta trông rất chững chạc, nước da ngăm với đôi mắt sáng. Anh đứng dậy nhường ghế cho tôi. Tôi chẳng biết làm gì hơn là ngồi xuống. Mỗi người hỏi tôi một câu, tôi trả lời ấp úng, không trôi chảy. Bà tôi và mẹ tôi đỡ lời cho tôi. Rồi người lớn nói chuyện người lớn. Tôi chỉ yên lặng, đầu hơi cúi xuống, mặt tôi nóng bừng. Anh khéo léo gợi chuyện với tôi. Anh hỏi tôi những câu dễ dàng để tôi trả lời. Anh làm tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Anh ăn nói hoạt bát, rõ ràng mỗi khi mẹ tôi hay bà tôi hỏi đến anh. Sau khi khách ra về, bà tôi, mẹ tôi nét hài lòng lộ trên khuôn mặt. Riêng tôi thấy hình như sắp có một cuộc thay đổi lớn cho cuộc đời tôi. Tôi vào phòng, ngồi suy nghĩ, chẳng biết tính thế nào đây. Làm sao gặp riêng chàng để nói cho chàng biết. Tôi ngồi liệt người trên chiếc ghế, cho đến khi có tiếng em tôi gọi tôi. Chị đi xuống kìa, bà biểu chị xuống á." Tôi không trả lời. Cho đến khi mẹ tôi vào phòng, tôi ấm ức. "Con chưa có tìm hiểu người ta, mà sao nhà nhận trầu cau của người ta chi vậy?" Mẹ tôi cười. "Dầu chạm ngõ như dầu bỏ đi đó mà, con đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt." Mẹ tôi còn nói với tôi nhiều điều, gần như để trần tình với tôi. Và câu sau cùng
mẹ tôi làm cho tôi phải suy nghĩ. Con ơi, con lấy chồng đi cho mẹ nhờ, mẹ đỡ lo. Ba con vắng nhà, nay thì con cũng đã lớn khôn rồi. Con gái chỉ có một thời thôi con à. Ngày hôm sau, anh lại đến. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản hơn. Anh trao cho tôi một đóa hồng đúng ý tôi, vì tôi rất thích hoa hồng. Tôi buộc miệng khen: hoa hồng đẹp quá. Anh cười thật tươi, bắt chuyện. Anh khéo léo, trò chuyện rất tự nhiên, làm tôi cũng bình tĩnh nói chuyện. Rồi bà tôi, mẹ tôi, em tôi, mỗi người một câu, căn nhà như vui hẳn ra. Anh nói chuyện có duyên, làm tôi quên hẳn tìm hiểu anh, và rồi tôi quên hẳn cái giờ ngồi bên khung cửa sổ. Mỗi ngày anh lại đến, ngồi chơi lâu hơn, và hầu như mỗi ngày tôi đều có quà. Rồi anh chiếm được tình cảm tôi từ lúc nào cũng không biết. Hình bóng chàng lu mờ dần trong tim tôi. Một hôm, tôi nghe bà tôi, mẹ tôi tính đến chuyện cưới hỏi của tôi. Mọi người chỉ cho tôi biết là đang xem ngày lành tháng tốt để làm lễ đính hôn, và sau đó là lễ cưới, chỉ có cách nhau 2 tuần. Tôi bàng hoàng hỏi mẹ: mẹ, sao gấp vậy mẹ? Sao không để đến sang năm? Con, hôm nay con đã đúng 18 tuổi rồi đó. Con quên sao? Năm nay là năm hợp tuổi con. Sang năm là năm kỵ, không có được cưới hỏi. Mẹ ơi, con còn muốn đi học. Con còn muốn từ giả bạn con trước khi mà con lấy chồng đó mẹ. Lo gì, cưới xong rồi học tiếp, như bao nhiêu người khác đó. Có chồng họ vẫn đi học vậy. Mẹ tôi nói cũng phải, nhưng tôi phải hỏi lại anh cho chắc chắn. Và anh trả lời tôi rất là bình thản: Cái đó tùy em thôi, chuyện đó không thành vấn đề đâu. Rồi lễ cưới diễn ra tưng bừng, hình bóng chàng dường như nhạt nhòa hẳn trong tôi. Vài tháng sau ngày cưới, chồng tôi và tôi mỗi người một bổn phận. Có lẽ vì thế mà chúng tôi không còn nếp sống như cặp tình nhân nữa. Tôi cảm thấy không còn được yêu chiều dưới nhiều mơ mộng, và phải sống với bổn phận. Rồi tôi ốm nghén, tôi khó ăn, khó ngủ, nên tôi trông gầy gòm, hốc hác, và bụng to làm cho tôi mệt mỏi. Mỗi lần có tiệc tùng gì là chỉ có chồng tôi đi đại diện. Tôi cũng không còn thích đi chơi đâu nữa, chỉ thích được nghỉ ngơi. Đứa con đầu lòng ra đời, rồi đứa thứ hai và đứa thứ ba. Chỉ trong vòng 3 năm mà tôi đã có 3 đứa con. Bà mẹ chồng tôi rất sung sướng, hãnh diện khi nghe người ta nói: cụ có phước quá, con một mà cháu đàn ấy nha. Tôi bận suốt ngày, đôi khi ban đêm cũng thức theo con. Trong thời gian này, tôi cũng lờ mờ nhận thấy là chồng tôi đi sớm về trễ, dập về đến nhà là trốn tránh một chỗ than mệt và nằm ngủ. Tôi có hỏi thì anh chỉ ầm ừ, rồi viện cớ là phải coi sóc thợ. Rồi dần dà trễ hơn, một hôm đã quá giờ giới nghiêm mà vẫn chưa thấy chồng tôi về. Tôi đứng ngồi không yên và cảm thấy có một cái gì không ổn. Đến khi chồng tôi về, mặc dù đã hơn 1 giờ sáng, tôi hỏi anh, anh chỉ ấm ớ rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, một cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi, ngọt cũng không được, mà nhạt cũng không xong. Tình trạng vẫn vậy, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng nhạt. Sau cùng thì tôi bảo với chồng tôi: tình nghĩa không còn gì nữa, thì mình chia tay đi. Tôi sẽ bỏ ra đi. Tùy cô, nếu mà cô có giỏi đó thì cô cứ đi tay không đi, còn mấy đứa con để lại cho tôi. Cả một trời sụp đổ trước mắt tôi. Làm sao tôi có thể bỏ con tôi? Chúng nó là lẽ sống của đời tôi. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết chăm lo cho đàn con như một bầy chim non cần có mẹ ấp ủ nuôi nấng.
thôi thì. Chờ cho đến khi những con chim non đủ lông đủ cánh để bay, thì mình cũng sẽ. Tôi tâm sự với mẹ tôi, mẹ an ủi và nhắc nhở tôi. Dù sao thì cũng chờ cho đến khi con cái khôn lớn. Con có cha như nhà có nóc con à. Câu này làm tôi nhớ lại hoàn cảnh hai chị em tôi ngày đó. Mặc dù sống trong tình thương yêu của mẹ và bà nội chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng thèm khát tình thương của cha, thiếu sự chăm sóc của cha. Và nếu có cha tôi thì chắc tôi đã không ở trong hoàn cảnh này. Một hôm nhân ngày lễ lớn, lễ phục sinh, mấy mẹ con tôi đi lễ cùng với bà mẹ chồng tôi. Đến nhà thờ còn sớm, cho nên các con tôi được chơi đùa vài phút trước sân nhà thờ. Tôi đứng vào một góc sân xem chừng con tôi. Thình lình tôi thấy có một bóng người đàn ông đi đến gần tôi. Tôi quay ra nhìn, thì ra là chàng. Trông chàng chững chạc hơn trước nhiều. Tôi không thốt được nên lời. Chàng nhìn tôi, hơi mỉm cười và hỏi: Em bây giờ sao rồi? Em có còn ngồi bên cửa sổ nữa không? Tôi nghẹn lời, mắt tôi cay cay. Tôi cố gắng không để giọt lệ tuôn trào. Có lẽ chàng đã đọc được nỗi cảm xúc trên mặt tôi. Chàng không còn cười nữa. Cuộc sống em ra sao? Em có được hạnh phúc không? Tôi không cầm được nước mắt nữa. Chàng đưa tay vào túi, rút chiếc khăn tay đưa cho tôi. Tôi chưa kịp thấm nước mắt thì tôi đã nghe tiếng bà mẹ chồng tôi gắt to lên: Đi vô nhà thờ đi, trễ rồi kìa. Rồi tiếng các con tôi ùa lại quanh tôi. Tôi chỉ còn biết bước nhanh vào nhà thờ. Sau lần đi lễ đó, hình như mẹ chồng tôi khắt khe với tôi hơn trước. Và hầu như tôi không còn được bước ra khỏi nhà một mình, kể cả đi chợ. Mẹ chồng tôi cũng cắt đặt người đi thay. Những lúc buồn quá, tôi muốn về tâm sự với mẹ tôi, tôi cũng không được cho đi. Lúc đó, tôi mới thấm thía thấy cái câu: cá chậu, chim lòng. Niềm vui của tôi là các con tôi. Tôi tự an ủi: thôi cũng được, chờ chừng nào đó những con chim non đủ lông cánh để bay, chừng đó tôi cũng sẽ chấp cánh bay. Bỗng nhiên tôi nhớ lại bài hát mà tôi thường hợp ca ngày tôi còn ở trung học: tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm ấm. Thời gian có lúc thật chậm nhưng cũng có lúc thật nhanh. Thấm thoát mà các con tôi đã tản mát. Chỉ còn có mỗi đứa con gái út sẽ lấy chồng cuối năm nay. Thời gian, tôi cũng mờ mờ nhận thấy rằng chồng tôi ở nhà nhiều hơn, và hình như anh ở nhà luôn, đi làm và về đúng giờ giấc. Lúc đầu tôi tưởng anh về để chăm sóc mẹ, vì mẹ anh không được khỏe, nhưng không phải vậy. Hình như anh cố gắng gợi chuyện với tôi. Anh thường hay xuống bếp phụ giúp tôi những việc lặt vặt không đáng kể. Tôi vẫn làm việc bổn phận của tôi. Tình yêu vợ chồng trong tôi như không còn nữa. Tim tôi như sỏi đá. Một sáng Chủ nhật, tôi đang lúng túng chưa biết làm món gì để ăn sáng, thì anh nhìn thấy điều đó. Anh bảo tôi: Thôi hôm nay đi ăn phở, rồi mua phở về cho ba mẹ ăn nha. Tôi rất đổi ngạc nhiên, nhưng nhanh trí nói: nhà còn nếp, nấu cơm nếp chút xíu là chín thôi. Mẹ chồng tôi hình như hiểu ý con trai mình nên mới đắp vào: Phải đó. Má thèm ăn cái tô phở nóng, vợ chồng mày đi ăn đi rồi mua về cho ba má. Thế là chẳng đặng đừng, tôi phải đi. Tôi cảm thấy ngại ngùng như đi với một người đàn ông xa lạ, không thích chút nào hết. Tôi cũng quen dần với sự có mặt của chồng tôi ở nhà. Chuyện trò thì tôi chỉ trả lời vừa đủ. Tôi suy tính ngày cưới con tôi xong là tôi sẽ về với mẹ tôi. Mẹ tôi nay cũng đã già rồi, chắc chắn người cũng cần sự săn sóc của tôi. Tôi thật là bất hiếu. Đến giờ
mà tôi vẫn chưa có một chút gì gọi là báo hiếu mẹ. Một hôm, tôi thưa với mẹ chồng tôi là tôi xin về ăn dỗ bà nội tôi. Vốn là bà nội tôi đã mất 3 năm sau khi mà tôi lấy chồng. Chồng tôi nghe thế liền mới nói: "Chừng nào em muốn về thăm mẹ đó thì anh đưa em về. Sẵn anh cũng muốn về thăm mẹ luôn." Tôi chưa hững, dường như gần 20 năm nay anh không về thăm mẹ tôi. Tôi không thấy vui mà còn thấy bực mình. Tôi lặng lẽ quay đi và lẩm bẩm: "Làm gì mà giờ tử tế dữ vậy?" Mẹ tôi ra mở cửa cho tôi. Chợt trông thấy anh, mặt mẹ tôi sáng rỡ, niềm vui lộ rõ trên mặt. Nhưng mẹ tôi cố giữ vẻ thản nhiên, thăm hỏi anh những câu bình thường, làm cho anh không bị mặc cảm. Kể cả lúc ăn, mẹ tôi và anh nói chuyện rất vui, làm cho tôi vui lây. Lúc ra về, tiễn tôi ra cửa, mẹ tôi ôm lấy vai tôi thì thầm: "Con ơi, dù sao đi nữa thì một ngày cũng là nghĩa nghe con." Ngày cưới của con tôi đã đến. Tôi rất bận rộn, tôi sắp pha trà, rước khách. Anh từ nhà trên đi xuống, đứng trước mặt tôi và hỏi: "Em coi cái cà vạt này có hợp với lại cái áo vest của anh mặc không?" Tôi ngẩng lên nhìn anh và nhìn anh không chớp mắt. Bao nhiêu lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào mặt chồng tôi. Chồng tôi trông già đi nhiều, tóc lâm râm bạc, đôi mắt nhăn nheo sau cặp kính trắng. Anh cũng nhìn tôi, hình như cái nhìn giống như ngày tôi mới gặp, và có chút xúc động trong đôi mắt đó. Tôi vội vàng vừa quay đi vừa trả lời: "Hợp lắm rồi." Một thoáng thương hại dâng lên trong lòng tôi. Năm nay anh cũng ngoài 50 rồi còn gì. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi đúng. Tiếng cười nói ngoài phòng khách làm cắt đứt tư tưởng. Tôi quên ngay và mau lẹ pha trà. Tiệc cưới tàn, chúng tôi tiễn khách ra về. Trên đường về, anh lại gợi chuyện. Anh nói với tôi những câu mà tôi thấy dường như thừa thãi: "Em mệt không? Ngày mai đó cứ yên tâm mà ngủ nha. Anh thì dậy sớm quen rồi, để anh pha trà cho ba má đi. Em cũng đừng có nấu thêm cái gì nữa nha, bởi vì đồ ăn của bữa tiệc sáng nay đó còn nhiều lắm." Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đầu óc tôi đang nghĩ đến các con tôi. Lạ thiệt, mấy ngày nào tôi mong cho chúng mau khôn lớn, đủ lông đủ cánh bay đi, nay thì lại muốn chúng nó quanh quẩn bên mình. Về đến nhà, tôi đi mau vào phòng đóng cửa lại, chỉ kịp bỏ chiếc áo dài ra. Tôi quăng mình xuống giường, tưởng sẽ ngủ được một giấc ngủ ngon lành, nhưng không. Tôi trằn trọc suốt đêm, đầu óc tôi rối bời, vì ngày mai là ngày quyết định cuộc đời tôi. Tôi sắp xếp nói sao cho gọn, cho dễ hiểu, để ba mẹ chồng tôi và chồng tôi thông cảm mà cho tôi ra khỏi nhà cho mau lẹ. Rồi mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi tôi thức giấc thì mặt trời le lói ở cửa sổ cuối giường. Tôi vội rửa mặt và mau lẹ xuống nhà. Vừa đến đầu cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi đòn đã: "Ai có việc gì mà dậy sớm vậy?" Mẹ chồng tôi chưa dứt câu thì chồng tôi đã chen vào: "Em, trà của ba má anh pha xong rồi." "Vậy à?" Tôi lặng lẽ rửa dọn những ly tách còn sót lại của bữa tiệc hôm qua. Anh cũng phụ dọn với tôi. Xong xuôi, tôi lên lầu, sắp xếp đồ đạc của con tôi bỏ lại. Những sách vở cũ tôi xếp gọn vào thùng. Tôi nhờ anh bê xuống gác lửng giùm tôi và nói luôn với anh: "Vậy là xong cả rồi." "Em xuống nhà ngồi nghỉ một chút rồi uống miếng trà đi em." Tôi tần ngần không xuống và tiếp tục dọn. Lần này tôi dọn cho riêng tôi. Tôi kéo chiếc vali dưới gầm giường ra. Chiếc vali đầy bụi bặm. Cũng chiếc vali này tôi đã xách nó về trong ngày cưới. Giờ đây tôi lại xách nó ra đi. Tôi xếp dọn quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi gần đầy một vali. Chồng tôi có lẽ không thấy tôi xuống nên anh trở lên. Vừa bước vào phòng, anh trố mắt nhìn chiếc vali và khựng lại. Một lúc im lặng trôi qua. Tôi cũng không biết tôi sẽ mở lời như thế nào. Sau cùng tôi định lên tiếng trước thì anh giơ tay như cản tôi,
tiến trước. Em, anh hiểu, anh hiểu đã từ lâu. Anh cũng nói, mà anh cũng không biết nói sao. Quả thật tôi là anh không xứng đáng với em. Anh không còn cái quyền gì đối với em nữa. Nhưng mà phải nói là anh hối hận lắm. Nếu bây giờ có thể làm bất cứ cái gì ở trên cuộc đời này để cho em biết được cái lòng ăn năn hối hận của anh, thì anh nhất định sẽ làm. Giọng anh gần như lạc đi. Anh cứ nói mãi, nói mãi. Riêng tôi không muốn nghe, mà chỉ muốn thoát ra khỏi cái lòng ác nghiệp đã nhốt tôi bao nhiêu năm trời. Một giọt nước mắt rơi xuống đôi má gầy còm của anh làm tôi xúc động. Tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi khóc. Tôi đưa tay lên gạt giọt nước mắt cho anh. Anh nắm chặt tay tôi và úp mặt vào bàn tay đó. Lòng tôi như mềm lại, cơn xúc động dạt dào dâng lên trong tôi. Tôi không kìm hãm được nữa. Tôi ôm lấy anh. Anh gục đầu xuống vai tôi. Chúng tôi cùng khóc. Bỗng tôi nhớ tiếng mẹ tôi thì thầm: "Con ơi, một ngày cũng là nghĩa đó con."